Xe điện Porsche Taycan đầu tiên rao bán 9 tỷ đồng ở dạng xe cũ, một trong những chiếc Porsche Taycan đầu tiên có mặt tại Việt Nam vừa được rao bán ở dạng xe đã qua sử dụng. Mới đây trên sàn xe cũ xuất hiện một chiếc xe lướt nhanh chóng nhận được lượt tương tác lớn từ các thành viên bởi mẫu xe này có số lượng không nhiều tại Việt Nam. Theo đó, bài đăng bán chiếc Porsche Taycan Turbo đời 2021 có mức giá trải nghiệm chỉ hơn 9 tỷ đồng. Theo lời người bán sẽ tặng kèm thêm trụ sạc tại nhà chính hãng. Thông thường với những mẫu xe Porsche người mua phải chờ khá lâu mới có thể nhận xe theo diện chính hãng. Thế nên dù có mức giá bán lại khá cao nhưng vẫn luôn có lượng khách mua sẵn sàng xuống tiền với nhu cầu cần là có ngay. Chiếc Porsche Taycan Turbo trong bài có màu ngoại thất đỏ đi kèm các chi tiết tối màu tạo điểm nhấn, xe có giá chính hãng từ 7,96 tỷ đồng chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân và chi phí lăn bánh. Thiết kế của xe vẫn giữ được những chất thuần tí của Porsche với đèn LED đặc trưng, đèn hậu mỏng, có thể nói Taycan là sự hòa trộn giữa Porsche 911 và Panamera, xe đi kèm mâm 5 cây thể thao để lộ hệ thống phanh to bản. Khoang lái của Taycan đậm chất tương lai với 4 màn hình dành cho hàng ghế trước thể hiện đầy đủ các thông số vận hành cũng như giải trí. Mẫu xe bán lại cũng có cụm nút điều khiển chế độ lái trên vô lăng. Porsche Taycan Turbo được xem là biến thể hiệu suất cao hơn so với phiên bản thông thường khi chỉ mất 3,2 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km h nhờ công suất 670 mã lực, 850 nm lực kéo đi kèm cùng pin 79,2 kW có khả năng vận hành khoảng hơn 490 km theo điều kiện tiêu chuẩn. Hiện Porsche Việt Nam phân phối 3 phiên bản trong đó bản mạnh nhất Turbo S với mức giá từ 9,55 tỷ đồng với khả năng vận hành hơn 410 km trong một lần sạc pin. Trong tương lai có thể nhiều dân chơi, đại gia sẽ chuyển sang dòng xe điện hiệu năng cao hoặc sang trọng theo kịp với xu hướng thế giới.